trong bối cảnh Việt Nam cũng đứng trước những cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Cách mạng Công nghệ 4.0 với sự tham dự của các bộ ban ngành và các tổ chức chuyên gia nước ngoài. Với các tham luận và đối thoại bàn tròn, cùng sự tham gia của lãnh đạo thuộc bộ ngành tập trung vào hai chủ đề chính là kinh tế số và xã hội số. Diễn đàn này đã đưa ra góc nhìn toàn cảnh về xu thế và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với chiến lược phát triển của Việt Nam. Về cơ bản, cách mạng công nghiệp lần thứ tư dựa trên cấu trúc và sự vận hành mới cho nền sản xuất, dựa trên bốn lĩnh vực, đó là lĩnh vực kỹ thuật số, bao gồm trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn. Lĩnh vực vật lý bao gồm in 3D, vật liệu mới, robot cao cấp, xe tự lái, lĩnh vực công nghệ sinh học và lĩnh vực năng lượng tái tạo. Thế giới đã trải qua ba cuộc cách mạng lớn, đó là cách mạng công nghiệp cơ khí chạy bằng hơi nước, cuộc cách mạng sử dụng điện năng và cuộc cách mạng tự động hóa sản xuất nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và điện tử. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, vạn vật sẽ được kết nối, Internet of Things, và giao thoa thực ảo có tác động nhất định tới sự phát triển bền vững của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Oh.